Dạ chào khán giả kênh Thương Dừa Con. Quý khán giả biết không, bữa giờ trà sữa nó ngôi sao lắm. Tại nước sau Thương Dừa đưa nó lên mà. Giờ nó nổi tiếng rồi, nó nổi tiếng hơn Thương Dừa nữa. Tại mỗi ngày Thương Dừa đi bán sầu riêng về, cái Thương Dừa nói trà sữa ơi, bà con cô bác tới cửa hàng sầu riêng của cha, ai cũng hỏi thăm con á, ai cũng tặng quà cho con, không ai hỏi thăm cha, không ai tặng quà cho con đó. Cái bà chảnh, cái giờ mình rủ quay clip không quay đó, thấy mình rất là bực bội. Giống như bữa trước Thương Dừa mới quay một cái clip á, rủ quay quay clip con thôi mà ngủ rồi không quay, mình mới bực bội đó. Mình đã đưa lên được thì mình sẽ đưa xuống được nha bà con cô bác. Thì bây giờ mình vô mình thử cho cô ấy một cơ hội lần cuối xem coi rủ quay clip coi cô quay hay không. Nếu không quay thì ngày mai mình sẽ bấm hủy kênh luôn, mình sẽ đưa xuống trở về con số 0, trở lại bình thường luôn, sẽ không ai biết luôn đó. Hai con làm gì vậy? Dạ con đang chơi bóng đổ bằng gói với mình. Cứ lộn gói hả? Giờ ngưng quay clip xíu được không? Không, quá nó mà. Đúng vậy thấy không? Quá nó à. Quay clip không? Không. Cho ngủ rồi chọn. Ngủ gì? Ngủ. Cho quay một clip nữa không? Không. Cho một clip thôi. Không, tắt đèn ngủ. Bấm tắt đèn. Thôi, chưa nè, quay một clip, cho quay clip đi. Không. Mới ăn no, mà nhảy tương tương mới giờ hết no rồi. Ăn gì nọ? Ăn cái gì nọ? Để chúng em con. Ăn thịt. Ăn thịt gì ở đâu? Thịt nướng. Ở đâu? Ở gì ngoài? Ở nhiều. Ăn chật hả? Dạ. Tụi con ăn chật hả? Dạ. Con ăn chật hả? Dạ. Con chật con này. Giờ quay một clip luôn được không? Cứu nước. Giờ quay một clip được không? Cứu nước. Ở đây cho đi nước vô. Ở đây cho nước vô. Ừ, đã biết rồi, chạy đây nha, lấy nước lạnh vô cái bình kìa. Sợ. Hả? Không lấy kẹo. Hai đứa vô đi. Kẹo trùng lắm. Rồi đi vô đi. Vô đi. Vô quay clip nha. Hai cho sữa cho, một clip thôi. Quýnh anh hai. Hả? Thôi cho quay một clip thôi. Quýnh anh hai đi. Ổn. Ồ. Coi. Cho quay một lít thôi được không? Tập trung nha, đi không đứng đó. Không. Nhào rồi mình đừng. Không. Cho quay một lít được không? Coi. Cho quay một lít được không? Tắt rồi. Tắt rồi. Cho quay một lít đi. Cho nhau quay một lít thôi. Được không? Tắt. Đây, cho nhau quay một lít đi. Cho nhau quay một lít được không? Quay một lít đi. Nghe không? Cho cha quay một clip được không? Không. Quay một clip thôi. Không. Đi. Sao vậy? Hả? Cho quay một clip thôi. Cho quay một clip không? Vậy cho không? Cho. Cho không? Cho. Vậy quay ha. Rồi, hát đi. Không phải cứ tên nhà tên. Mẹ cũng đều đều quá, mệt cho mệt con quá. Con mới ăn no hả? Nãy con ăn gì? Ăn cơm sườn no. Ăn cơm sườn no hả? Ngon không? Ngon. Ngon sao? Ngon hả sợi rồi? Ăn ngon hả kẹt cơ bà rách. Dạ hả? Ngon. Hai trứng đặc biệt. Ngon. Hai trứng đặc biệt luôn hả? Không có là điệu. Hai trứng đặc biệt hả? Hai trứng đặc biệt. Ngon. Ngon không? Ngon. Con thích ăn gì? Ăn cơm chuẩn chứ đà biết. Vậy hả? Rồi giờ quay clip ha. Rồi. Mẹ cho. Con là mẹ cho quay ảnh. Mẹ không cho quay. Mẹ không cho quay. Không cho quay em. Mẹ không cho quay. Mẹ không cho quay. Mẹ thì mẹ bắt đi ngủ. Nhưng mà cha năn nỉ quay clip được không? Đi ngủ. Đi ngủ nha. Dạ. Thôi quay cái đi ngủ. Quay xíu anh, quay xíu anh. Không mẹ, không mẹ. Thôi, chúng được rồi. Được. Trời ơi, hôn cha, tới cha nè. Tới cha. Tới cha. Rồi, cảm ơn gái. Rồi, cảm ơn gái, nữa đi. Trời ơi, ông hôn, chịu. Không nữa đi. Không nữa. Không chắc.
Trời ơi. Hai anh em ôm nhau, ôm ôm nhau. Được rồi, mệt. Giờ có quay clip không? Ngủ nha, đi ngủ nha. Ngủ đi. Quay một clip thôi. Anh thấy thèm nằm lắm. Xong rồi bữa là tao đi ra thèm mở mắt. Bây giờ anh thấy thèm ngủ. Cho một clip thôi. Đừng có đèn cái đèn nhỏ của anh em à. Sửa. Trời ơi, đừng có đèn. Cho quay một clip thôi nha. Nha, ơi. À, nước mới cho em mới đem vô. Cho quay một clip thôi nha. Không nước rồi. Sữa ơi, con thích em bé lắm hả? Thích không? Có nước nè. Ờ. Thôi đừng có lấy nước, uống rồi, uống nhiều quá rồi đó. Trời ơi, đi ra đừng đè mấy em nhỏ của anh mà. Thôi là chỗ này cho mấy gấu bông ngủ. Em uống nước. Em uống nước. Em mấy con của con chứ không phải mấy con gấu bông. Những người con là em người nước quá trời. Nước quá trời luôn. Trời hả? Đất trời. Đừng có, không sao. Bị xếp lại. Ừ. Để tóc này xếp cái con nha. Con thích em bé không? Thích em bé con. Thiệt không? Thiệt. Kìa mẹ có em bé rồi kìa. Đó. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy, hai đứa lại đu mẹ vậy? Ôi, chúc chúng thôi mẹ. Ừ. Đi ra đây. Đi ra đây. Đi sao đu mẹ không nè, em bé này nè. Rồi, con rồi, em bé này sữa. Em bé trong đây nè. Chúng. Em bé trong đây là sữa. Bụng dài có em bé rồi. Ây da. Em bé đây nè. Mệt mỏi hai đứa mày quá. Đừng thấy dễ. Không có. Dạ, anh trai đâu có bầu. Thì đó, có bầu luôn á. Mẹ. Quay clip ha. Quay clip không? Quay clip không? Quay clip không? Hả? Quay clip không? Mệt rồi, tài tỉnh ra ngoài đây. Thôi đi ngủ nè. Vậy mẹ bắt đi ngủ. Đi ngủ nè. Cho quay clip ngủ quá. Cho một clip nữa được không? Ngủ. Giờ 9 giờ, em muốn biết được không? Ôi trời ơi, nó quậy. Sữa, đừng có giữ được không? Chào đạo. Thôi anh hai ngồi xuống, anh hai đừng có cầm đó. Ê, chúng ta. Ui. Dạ. Để anh hai. Dạ. Để anh hai xẹp lép. Cái đầu đẹp lép rồi. Ngồi đi sữa. Đi nè. Đơn 2, 3, 4. Làm sao bây to 9 rồi. Thôi đừng có giỡn nữa. Ngủ nè. Ê, đau đầu anh ơi. Sữa. Hai anh em giỡn hù. Giỡn gì đó. Gái người ta giỡn nhẹ nhàng thôi. Con mình bà giỡn như con trai. Thôi anh hai bỏ nó xuống, anh hai quấn quấn nó hoài. Rồi nó giật. Túng cái đầu nè. Túng đầu khóc nè. Khóc lì không. Mẹ. Sữa bỏ anh hai ra sữa, ngủ nè. Trang thịt. Ừ. Cắn thịt ra chứ. Ăn cái chân đó nha con. Trang cái chân con, cái chân nè. Đến chỗ này chỗ ngủ của người ta. Con xấu gì mà bị rồi, vậy chào khán giả rồi ngủ. Hả? Thôi vậy chào khán giả rồi ngủ. Ha. Cái gì? Thôi không ăn thịt nữa. Này, quay giùm mấy ăn đi. Thôi không ăn nữa. Thôi không ăn nữa. Thôi không ăn nữa. Coi chừng trúng máy nữa. Thôi không ăn thịt nữa. Tự thân thịnh thất rồi. Đang cho con hung dính mỡ rồi. Thôi con về. Thôi không tính giờ đó. Thôi nè bà sữa. Bắt sữa đây. Không. Thôi. Bắt rồi. Đừng có hung. Thôi cho nó hung cái đi. Rồi. Rồi hung ông bà cô chú á. Mà cái
Chào ông bà cô chú ơi. Má chuẩn bị ngủ nè. Rồi đây cuối cùng cũng cho quay clip phải không? Cuối cùng cũng cho quay clip nha, bây giờ chuẩn bị ngủ rồi mai quay ha. Nha. Nha không? Rồi cuối cùng trà sữa cũng cho quay clip đi. Bởi vậy tay khi vừa đưa lên mà. Bởi vậy nó sợ lắm. Chú quỷ lên ra. Giỡn anh bạo, anh hai giỡn. Anh hai giỡn hắn lại sữa. Gái nữa. Giỡn ngay. Giỡn ngay. Giỡn như đừng giỡn. Thôi. Đừng giỡn ngay nè, chào mà con chú ngủ nè. Trời. Anh là con vậy. Nó cắn. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thì miệng bắt cỡ lên. Nhẹ nhàng lại đây. Nó giỡn bạn. Thôi là nó cắn luôn. Thôi ngủ, mệt rồi. Thôi thôi chịu quay clip rồi, mai quay clip ha. Mai quay clip tiếp nha. Thôi con. Đừng đó. Mệt quá, cho nói chuyện với bà con cô bác nè. Ông bà cô chú này, hai đứa giỡn hoài. Ông bà cô chú không có coi nữa. Nè, bớt giỡn thôi. Chào bà cô chú nè. Đó. Chào bà cô chú. Đi cây cầu dừa. Đi cầu dừa đi. Đi cây cầu dừa. Đi cầu dừa chân chợt. Em có thể đi ngoài cầu dừa chân chợt. Thấy Vĩnh hát cho nghe coi. Mà sao má hồng. Cầu bố cầu dừa. Thôi được rồi, ngủ nè. Bà cho chào khán giả nè. Chào bà cô chú nè. Mai bài quy ngủ. Thôi được rồi nè, giật của mẹ. Thôi chào ông bà cô chú nha, bà con chú nè. Chào ông bà cô chú nè. Bye bye.